Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long Điền và Đảng ủy Ủy ban nhân dân xã An Nhất bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Lê Thành Phước, tổ 6 ấp An Lạc là sĩ quan dự bị có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Các nhà tình nghĩa được xây dựng trên nền đất của gia đình ông Lê Thành Phước có diện tích 60m2, kết cấu tường xây mái lập tôn, nền lát gạch men, tổng kinh phí xây dựng khoảng 130 triệu đồng. Trong đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội hỗ trợ 80 triệu đồng, phần còn lại do người thân và gia đình đóng góp thêm. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long Điền và các đoàn thể xã An Nhất đã trao tặng gia đình ông Phước một số vật dụng thiết yếu. Tiếp tục chương trình hòa nhịp phát triển là thông tin về các hoạt động an sinh xã hội cho người có hoàn cảnh khó khăn tại thị xã Phú Mỹ. Ngày 31 tháng 12, Liên đoàn Lao động thị xã Phú Mỹ bàn giao nhà, máy ấm công đoàn cho gia đình anh Vũ Quốc Nam, ngụ tại khu phố Hải Sơn, phường Phước Hòa, là đoàn viên công đoàn, cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn phố mới, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Căn nhà được trao có diện tích 75m2, Tổng kinh phí xây dựng 50 triệu đồng do Liên đoàn Lao động Thị xã Phú Mỹ vận động công ty cổ phần cảng Bà Rịa -rết hỗ trợ. Tại lễ bàn giao nhà, đại diện Liên đoàn Lao động Thị xã, công ty cổ phần cảng Bà Rịa -rết, chính quyền địa phương đã tặng gia đình anh Nam tiền mặt và một số vật dụng sinh hoạt. Công đoàn bộ phận phân xưởng vận hành 1 thuộc công đoàn công ty nhiệt điện Phú Mỹ đã phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc phường Mỹ Xuân tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ ông Nguyễn Văn Bồn, ngụ khu phố Mỹ Thạnh. Gia đình ông Bồn có 12 nhân khẩu, thời gian qua phải sinh sống trong ngôi nhà chật hẹp đã xuống cấp, nhưng do kinh tế khó khăn nên ông Bồn không có khả năng sửa chữa xây mới. Căn nhà được trao tặng có diện tích gần 98m2, tổng kinh phí xây dựng 153 triệu đồng, trong đó 140 triệu đồng do công đoàn bộ phận phân xưởng vận hành một hỗ trợ. Số tiền còn lại do họ hàng, người quen của gia đình ông Bôn giúp đỡ. Tại lễ bàn giao nhà, đại diện đơn vị tài trợ và chính quyền địa phương đã tặng gia đình ông Bôn nhiều phần quà và vật dụng sinh hoạt thiết yếu.